Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình hôm nay của chúng tôi sẽ có những nội dung chính sau đây. Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai họp phiên trực tuyến thường kỳ tháng 12. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đặng Xuân Phong yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương dồn sức thực hiện thắng lợi ở mức cao các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2017. Độc đáo chợ phiên Mường Hum, huyện Bát Sát. Phát triển các hợp tác xã ở khu vực vùng cao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững cho bà con nông dân. Sau đây là nội dung chi tiết chương trình, mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Sáng ngày 5 tháng 12, tỉnh ủy Lào Cai đã tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2017. Dự lễ khai mạc có đồng chí Hà Thị Nga, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức hội thi, đồng chí Đỗ Trường Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy cùng các thành viên ban tổ chức, ban giám khảo hội thi và đại diện các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh Lào Cai. Phát biểu khai mạc hội thi, đồng chí Hà Thị Nga, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy nhấn mạnh: công tác tuyên truyền miệng là phương thức quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thống nhất đưa nội dung công tác tư tưởng chính trị, trong đó có công tác tuyên truyền miệng vào các chương trình, đề án, chỉ thị để tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng đã góp phần quan trọng tạo ra sự thống nhất về tư tưởng, nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, góp phần phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng ở địa phương. Hội thi báo cáo viên giỏi tỉnh Lào Cai được tổ chức nhằm tạo điều kiện cho đội ngũ báo cáo viên học tập, nghiên cứu, trau dồi kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ, đồng thời qua hội thi phát hiện những báo cáo viên có triển vọng để các cấp ủy đảng tiếp tục bồi dưỡng thành báo cáo viên cốt cán. Kết quả hội thi là căn cứ để các cơ quan tham mưu giúp việc của tỉnh ủy tiếp tục tham mưu các giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng trên địa bàn. Hội thi báo cáo viên giỏi tỉnh Lào Cai năm 2017 được tổ chức với mục đích nhằm tạo điều kiện để đội ngũ báo cáo viên học tập, nghiên cứu, rèn luyện, trau dồi kỹ năng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền của Đảng, Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp quần chúng nhân dân. Đồng thời, qua hội thi thì chúng ta cũng phát hiện những báo cáo viên có triển vọng để các cấp ủy Đảng bồi dưỡng thành báo cáo viên cốt cán, đồng thời cũng ghi nhận, tôn vinh những báo cáo viên xuất sắc là căn cứ để các cơ quan tham mưu giúp việc của tỉnh ủy tiếp tục tham mưu về các giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới của tỉnh Lào Cai chúng ta. Tham gia hội thi báo cáo viên giỏi tỉnh Lào Cai năm 2017 có 29 báo cáo viên đến từ 15 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh. Các thí sinh sẽ thể hiện năng lực tuyên truyền về chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Kết quả thực hiện 4 chương trình, 19 đề án phát triển kinh tế xã hội trọng tâm của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa 15, tình hình thời sự quốc tế, trong nước, tại địa phương và các gương điển hình tiên tiến ở cơ sở. Mỗi thí sinh lựa chọn một trong các nội dung để thực hành tuyên truyền miệng, sau đó trả lời trực tiếp câu hỏi từ Ban giám khảo về những vấn đề liên quan tới chủ đề thí sinh trình bày. Hội thi sẽ diễn ra đến hết ngày 6 tháng 12. Tại phiên họp trực tuyến thường kỳ tháng 12, đánh giá công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh trong tháng 11 và 11 tháng đã qua, đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong tháng cuối cùng của năm 2017, đồng chí Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành địa phương, các cơ quan, đơn vị tích cực chủ động rà soát, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2017. Tham dự phiên họp có các đồng chí thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành và các địa phương tại 9 điểm cầu trực tuyến. Theo đánh giá của Ủy ban Nhân dân tỉnh thì trong tháng 11 và 11 tháng đã qua của năm 2017, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng ấn tượng. Sản xuất nông nghiệp đảm bảo kế hoạch và khung thời vụ, chương trình nông thôn mới được triển khai tích cực, đặc biệt là làm đường giao thông nông thôn. Hoạt động sản xuất công nghiệp tăng trưởng cao hơn so với những tháng đầu năm. Hoạt động thương mại dịch vụ sôi động, du lịch tăng trưởng mạnh. Công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân, an sinh xã hội, phúc lợi xã hội được đảm bảo. Công tác cải cách thủ tục hành chính được tập trung đẩy mạnh. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, giữ vững năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Quốc phòng an ninh được tăng cường, công tác đối ngoại được tích cực triển khai. Sau phần thảo luận về các nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế xã hội của các đồng chí thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở ngành các địa phương trong tỉnh, phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đặng Xuân Phong nhấn mạnh: cho đến thời điểm này, cơ bản các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đạt được đều rất nổi bật và cao hơn so với cùng kỳ năm 2016. Nhưng so với yêu cầu và kỳ vọng đặt ra thì vẫn rất cần sự nỗ lực cao độ của các cấp, các ngành, các địa phương trong toàn tỉnh.
Nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm còn lại trong tháng cuối cùng của năm 2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương tích cực chủ động ra soát, triển khai các nhiệm vụ công việc đã đề ra, tập trung thực hiện nghị quyết của Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh về các giải pháp chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước cả năm 2017. Trong sản xuất nông nghiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh lưu ý các địa phương chú trọng triển khai các biện pháp chống rét cho vật nuôi và cây trồng, đảm bảo năng suất và sản lượng, tích cực phòng trừ sâu bệnh gây hại, đẩy mạnh triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, không chạy theo thành tích bề nổi. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đặng Xuân Phong cũng đặc biệt quan tâm đến việc nắm bắt tình hình hoạt động của các doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả. Thường xuyên kiểm tra, nắm tình hình, đề xuất các bộ ngành trung ương cùng vào cuộc xử lý thực trạng ô nhiễm môi trường tại các khu cụm công nghiệp trong tỉnh. Tập trung triển khai và có những giải pháp cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước. Tháng 12 là các hoạt động sẽ rất sôi động, từ sản xuất đến mua sắm, đến những cái lĩnh vực khác nữa, ví dụ như là an ninh chính trị, trật tự an toàn trên xã hội, đều rất sôi động và phức tạp. Cho nên là các cấp các ngành cần phải tập trung, quyết liệt, chỉ đạo để hoàn thành về đích cái tháng cuối năm, cũng như là các lĩnh vực khác tập trung, chỉ đạo, tháo gỡ và để phải hoàn thành được những cái chỉ tiêu còn thấp của chúng ta. Trong đó có cái chỉ tiêu thu ngân sách và yêu cầu tất cả các huyện, các ngành đó là vừa hoàn thành tổng thể cái tổng thu của chúng ta, nhưng trong đó thì cái thu cân đối là phải đảm bảo, chứ không được lấy cái này để bù cái kia. Rồi tăng cường cái quản lý đất đai, quản lý đô thị, một loạt thứ mà chúng ta đang nói tồn tại ở trong cái báo cáo chính ấy. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu sự vào cuộc của các ban ngành đoàn thể và các địa phương để tăng cường công tác nắm địa bàn, đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự xã hội, triển khai các hoạt động xây dựng và duy trì trật tự văn minh đô thị, tăng cường công tác tiếp công dân, ra soát giải quyết theo thẩm quyền các kiến nghị còn tồn đọng, các vấn đề bức xúc, các ý kiến kiến nghị của cử tri địa phương. Đồng chí Đặng Xuân Phong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các ngành, các địa phương khẩn trương chuẩn bị sẵn sàng tâm thế để triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trong năm 2018. Chuẩn bị tốt các nội dung cho kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh kỳ cuối năm. Chuẩn bị chu đáo kỹ lưỡng cho sự kiện bế mạc năm du lịch quốc gia 2017 Lào Cai Tây Bắc cùng hàng loạt các sự kiện quan trọng khác từ nay đến cuối năm, nâng cao vị thế và uy tín của Lào Cai với cả nước. Lễ bế mạc năm du lịch quốc gia 2017 Lào Cai Tây Bắc sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 16 tháng 12 năm 2017 tại thành phố Lào Cai và được tường thuật trực tiếp trên VTV2, Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch của Ban tổ chức năm du lịch quốc gia 2017 tỉnh Lào Cai, lễ bế mạc năm du lịch quốc gia 2017 Lào Cai Tây Bắc sẽ diễn ra từ 19h30 phút đến 21h45 phút ngày 16 tháng 12 năm 2017 tại quảng trường trung tâm hội nghị tỉnh, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai. Tại lễ bế mạc, tỉnh Lào Cai sẽ đón nhận quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận Sapa là khu du lịch quốc gia. Sau bài phát biểu chào mừng và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện năm du lịch quốc gia 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai sẽ đón nhận quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận Sapa là khu du lịch quốc gia. Trao cờ luân lưu cho tỉnh tổ chức năm du lịch quốc gia 2018 cho tỉnh Quảng Ninh. Chương trình nghệ thuật đặc sắc xuyên suốt chương trình lễ bế mạc mang nhiều dấu ấn đậm đà bản sắc văn hóa vùng miền. Màn bắn pháo hoa sẽ kết thúc chương trình lễ bế mạc. Ngoài ra, trong khuôn khổ lễ bế mạc năm du lịch quốc gia 2017 sẽ có nhiều hoạt động phong phú như tổ chức triển lãm tranh cổ động toàn quốc, hội nghị phát triển dược liệu vùng Tây Bắc và hội nghị quảng bá xúc tiến liên kết phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng vùng Tây Bắc năm 2017 tại tỉnh Lào Cai. Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện năm du lịch quốc gia 2017 Lào Cai Tây Bắc. Tính đến hết tháng 11, các đơn vị du lịch Lào Cai đã đón trên 3,5 triệu lượt du khách đến tham quan du lịch. Như vậy, ngành du lịch đã hoàn thành mục tiêu đặt ra trong năm 2017. Tổng lượng khách đến Lào Cai đến hết tháng 11 đạt 3,5 triệu lượt, tăng 26,5% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó có gần 700.000 lượt du khách quốc tế. Như vậy, mục tiêu thu hút 3,1 triệu lượt khách đến với Lào Cai trong năm 2017 đã hoàn thành vượt mức đề ra. Tổng doanh thu du lịch năm 2017 ước đạt 9.443 tỷ đồng, đạt 121% kế hoạch năm, tăng 47,4% so với cùng kỳ năm 2016. Từ
Từ nay đến cuối năm, ngành du lịch Lào Cai tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường kinh doanh du lịch để Lào Cai thực sự trở thành điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn, đồng thời triển khai công tác rà soát, đánh giá các tuyến điểm du lịch đã được công nhận trên địa bàn tỉnh, tổ chức tốt các hoạt động chuẩn bị cho bế mạc năm du lịch quốc gia 2017 Lào Cai Tây Bắc. Chợ phiên Mường Hum là một trong những chợ phiên độc đáo nhất của vùng Tây Bắc. Chợ nằm sâu trong thung lũng bên con suối Mường Hum thơ mộng, vốn đã đi vào thi ca, nhạc họa, được bao bọc bởi những dãy núi cao ngất, tạo nên khung cảnh sơn thủy hữu tình. Mỗi du khách khi đến với chợ phiên Mường Hum sẽ được trải nghiệm những cảm giác thú vị, được thưởng thức những món ẩm thực độc đáo, trong đó có món bánh tẻ của đồng bào dân tộc Dáy. Không nổi tiếng như chợ tình Sapa hay chợ phiên Bắc Hà, nhưng chợ Mường Hum được xem như một trong những chợ phiên hiếm hoi còn lưu giữ được gần như nguyên vẹn bản sắc văn hóa của một phiên chợ vùng cao. Đến chợ Mường Hum, bạn sẽ được thưởng thức những món ăn ngon đặc sắc ngay tại phiên chợ, khám phá tài nấu ăn và nghệ thuật ẩm thực dân tộc vùng cao. Những bát thắng cố, chén rượu thóc và những chiếc bánh mật, bánh tẻ, tất cả đã tạo nên một chợ phiên Mường Hum vô cùng đặc sắc và hấp dẫn du khách đến khám phá. Chị Đoàn Thị Sâm là một người bán bánh tẻ lâu năm tại đây cho biết, mỗi phiên chợ chị bán hàng trăm cái bánh tẻ. Bánh tẻ người Dáy Mường Hum làm từ gạo, nhưng gói trong lá dong lấy từ trong rừng, nên có hương vị thơm ngon. Làm bằng gạo, nghiền thành bột, không bằng quấy. Quấy xong là lấy về gói. Mỗi một lần lấy thì chị làm khoảng bao nhiêu cái bánh? Hơn 200 cái. Ở đây thì người dân khi đến đây, đến chợ phiên và ăn món bánh này thì họ thưởng thức, họ có cảm nhận thế nào không? Nhiều lúc người thì bảo ngon, tùy từng khách ăn. Những chiếc bánh tẻ thơm ngon được làm ra từ đôi bàn tay khéo léo của đồng bào vùng cao đã tạo nên nét ẩm thực riêng biệt ở chợ vùng cao Mường Hum mà bất kỳ ai khi đến với chợ Mường Hum cũng mong muốn được thưởng thức. Mỗi lần xuống thì đều ăn là lý do là nó mềm, nó ngon, lại dân tộc thiểu số thì nó ai cũng làm nên cũng thích ăn. Du khách hay đến chợ Mường Hum để cảm nhận cuộc sống sinh hoạt độc đáo của người dân bản địa nơi đây. Hành trình đến với Mường Hum của bạn cũng sẽ trở nên độc đáo, ý nghĩa hơn bao giờ hết khi bạn được thưởng thức những chiếc bánh tẻ thơm ngon của đồng bào Dáy nơi đây. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bắc Hà vừa tổ chức hội thảo Giáo dục Lào Cai làm theo lời Bác cấp huyện năm 2017. Tại hội thảo, các đại biểu đã được xem phim tài liệu và nghe những câu chuyện cảm động về cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng thảo luận sâu sắc 7 chuyên đề về học tập và làm theo Bác của ngành giáo dục đào tạo, như chuyên đề về học tập và rèn luyện suốt đời, lấy tự học là cốt yếu, thường xuyên tự học, tự bồi dưỡng, tự nâng cao trình độ, về học đi đôi với hành, lý luận gắn với thực tiễn và vận dụng phong cách làm việc khoa học, khách quan, trung thực của Chủ tịch Hồ Chí Minh và thực tiễn công tác. Các ý kiến tham luận tại hội thảo đã đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp, rút ra những bài học kinh nghiệm thiết thực, những cách làm sáng tạo trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, áp dụng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành và công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, nhà giáo và các em học sinh. Những năm gần đây, việc thực hiện liên kết trong sản xuất nông nghiệp được ngành nông nghiệp và các địa phương tích cực thực hiện. Toàn tỉnh hiện có trên 20 mô hình liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản. Một số mô hình liên kết tiêu biểu như mô hình liên kết tiêu thụ rau an toàn tại xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng, xã Sapa, huyện Sapa, xã Nậm Mòn, huyện Bắc Hà, xã Mản Thần, huyện Simacai. Các mô hình liên kết sản xuất đao giềng của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoa Thịnh. Mô hình liên kết giữa hợp tác xã Hoa Lợi và các hộ dân ở xã Bản Sen, huyện Mường Khương. Việc thực hiện các mô hình liên kết này đã tạo ra sự liên kết chặt chẽ giữa người nông dân và doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm, kiểm soát được quy trình sản xuất theo hướng an toàn, góp phần tạo ra những vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh quy mô lớn, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, đồng thời giúp người dân có điều kiện cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống, thêm gắn bó với đồng đất quê hương. Hiện nay ở hầu khắp các địa phương, người chăn nuôi đã quan tâm chủ động phát triển chăn nuôi gia súc lớn gắn với việc trồng cỏ, chế biến và dự trữ nguồn thức ăn thô xanh. Việc làm này của nông dân đang giúp cho đàn gia súc không bị chết do đói và rét trong mùa đông. Lào Cai hiện có đàn bò khoảng 17.200 con và đàn trâu là hơn 131.000 con. Đàn gia súc này hiện đã phát triển đạt số lượng theo mục tiêu đề án tái cơ cấu nông lâm nghiệp với mức vượt từ 2 đến 4% kế hoạch đề ra.
Hiện các địa phương đang tích cực bình tuyển chọn lọc gia súc tốt để cải tạo đàn, nâng cao chất lượng sản lượng gia súc xuất chuồng. Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu chăn nuôi theo vùng, chuyển đổi cơ cấu vật nuôi để vừa phát huy lợi thế của từng địa phương, vừa quản lý sản xuất theo quy hoạch, theo chuỗi giá trị và phù hợp với cung cầu thị trường. Đồng thời chuyển dần từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi tập trung theo hướng trang trại, gia trại, duy trì hình thức chăn nuôi nông hộ nhưng theo hình thức bán công nghiệp, ứng dụng công nghệ cao và đảm bảo an toàn dịch bệnh. Trong những năm gần đây, hoạt động hiệu quả của Hợp tác xã Miến Rong Thành Sơn đã tạo điều kiện thuận lợi cho bà con nông dân xã Bản Xèo, huyện Bát Sát và các địa bàn phụ cận phát triển trồng cây rong giềng, mang lại nguồn thu nhập ổn định để giảm nghèo bền vững. Hợp tác xã Miến Rong Thành Sơn được thành lập trên cơ sở một số hộ gia đình chung vốn mua sắm thiết bị làm miến từ nguồn nguyên liệu là cây rong giềng, một loại cây trồng truyền thống của xã Bản Xèo, huyện Bát Sát. Đặc biệt là từ khi được hỗ trợ về kỹ thuật, thông tin thị trường và nguồn vốn từ quỹ khuyến công, hợp tác xã đã có bước phát triển mạnh về quy mô sản xuất. Đây là điều kiện thuận lợi để bà con nông dân trong vùng mở rộng diện tích trồng rong, đặc biệt là cây rong giềng đỏ. Tại thời điểm này, vùng nguyên liệu rong giềng đỏ cung cấp cho hợp tác xã Thành Sơn đã lên tới gần 500 ha, tập trung ở 3 xã là Bản Xèo, Ba Treo và Dình Thàng. Lúc mà hợp tác xã Miến Rong mà nó thu mua cái sản phẩm Miến Rong cho chúng tôi để chúng tôi mới là trồng tăng cái diện tích nó lên. Đấy, mới nhà thì nếu mà nhà đất nhiều đất thì tối thiểu cũng phải là 1 ha. Đấy, nhà ít thì cũng phải là 0,7 đến 0,8 ha. Vâng. Tức là so với trước kia và bây giờ cái hiệu quả kinh tế nó tăng lên rất là rõ rệt rồi. Chúng tôi làm ra sản phẩm là có tiền ngay. Đấy, nhà nào trồng mà nhà nào có đất nhiều là trồng là nhờ sản đến quê năm mà tu tiền thì được rất là nhiều. Sản phẩm miến rong mang thương hiệu Thành Sơn hiện rất được ưa chuộng trên thị trường. Riêng trong kỳ hội chợ thương mại quốc tế Việt Trung 2017 vừa diễn ra, gian hàng của hợp tác xã rất được chú ý, sản phẩm được nhiều người tìm mua, lượng miến mang tới hội chợ không đủ bán. Hoạt động hiệu quả của hợp tác xã đã giúp người trồng rong giềng yên tâm về đầu ra sản phẩm. Tại Bản Xèo có những hộ trồng rong thu về cả chục triệu đồng mỗi vụ. Để đảm bảo cái thị trường bền vững thì cũng mong muốn nhà nước hỗ trợ tiếp theo. Hiện nay thì được hỗ trợ nhà xưởng, hỗ trợ máy móc và hỗ trợ các cái thiết bị cơ bản là đã đầy đủ. Nhưng tuy nhiên hiện nay thì còn thiếu một thứ nữa, đó là cái đường điện rất là khó khăn. Thế để phục vụ cho 433 h của toàn huyện Bát Sát nói chung, thì tại hợp tác xã Thành Sơn hiện nay thì còn thiếu một cái trạm biến áp mà kéo rất là xa từ khu trung tâm cho đến xưởng, là đến xưởng mà chế biến miến thì mất một cây số, thì đường điện rất là yếu, không có tải, không đủ tải. Hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã là một tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới. Chủ trương xây dựng mỗi xã một sản phẩm mà chính phủ mới ban hành cũng đang nhanh chóng đi vào cuộc sống do phù hợp với tiềm năng, điều kiện thực tế của các địa phương. Vì vậy, những hợp tác xã hoạt động hiệu quả, tạo ra sản phẩm có thương hiệu, tìm được chỗ đứng trên thị trường như hợp tác xã Miến Rong Thành Sơn đang rất cần được nhân rộng, góp phần giúp người nông dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Những năm gần đây, diện tích trồng cây ăn quả lâu năm của tỉnh đang có sự thay đổi mạnh về cơ cấu cây trồng. Các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao đang phát triển, thay thế dần các loại cây đã giảm năng suất. Đây là bước đi phù hợp với định hướng chung của ngành nông nghiệp địa phương, hướng tới nền sản xuất hàng hóa có giá trị cao và bền vững, ghi nhận của phóng viên thời sự tại xã Lương Sơn, huyện Bảo Yên. Mùa thu hoạch cam, cả ngày, gia đình chị Hoàng Thị Dứa, thôn Lương Hải 2, xã Lương Sơn đều ở trên đồi, vừa chọn quả chín cắt bán, vừa treo thêm mồi dụ côn trùng gây hại. 4 năm trước, khi chuyển từ trồng măng bắt độ sang trồng cam đã đánh dấu sự thay đổi về tư duy trong cách làm kinh tế của gia đình chị Dứa. Theo chị, việc trồng cam tuy phải đầu tư công chăm sóc nhiều để cây ra quả và dễ thu hoạch, nhưng đổi lại, cây cam lại cho thu nhập cao nhất trong các loại cây ăn quả tại đây. Bây giờ chỉ mong muốn cái đầu ra thôi. Trồng thì chẳng có gì là khó cả. Có cái đầu ra thì mình cũng phải tìm mối, mình gửi đi xa thôi. Chị đã gửi đi được những chỗ nào rồi? Gửi đi Hà Nội, Việt Trì. Học theo cách làm của hàng xóm, chị Phạm Thị Hiên, thôn Lương Hẻ 2 cũng đang thay thế đồi sắn bằng việc trồng cây ăn quả có múi. Khi chưa có thu nhập, chị trồng xen cây lạc, ngô, vừa giúp cải tạo đất, đỡ công làm cỏ cho cam, vừa có thêm thu nhập trong những năm đầu khi cây trồng mới chưa cho thu quả. Không có nhiều vốn, nhân lực cũng có hạn, chị Hiên dự kiến chỉ trồng khoảng 500 cây, liền một quả đồi để tập trung chăm sóc. Tôi thấy cái trồng cái cam nó cũng thấy thích hợp với cái đất này. Nhưng mà nó thích hợp là nó nhanh, thấy nhanh lớn.
cái gì cũng vậy cũng phải trông nó, cũng phải chăm sóc. Mới đây, trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ giảm nghèo bền vững cho những hộ ngoài chương trình 30A và chương trình 135, đã có 60 hộ nghèo của xã Lương Sơn được hỗ trợ giống cây ăn quả có múi là bưởi da xanh, bổ sung thêm cơ cấu giống cây ăn quả có múi tại địa phương. Với 8 hectare bưởi da xanh do dự án cung ứng, sẽ tạo thu nhập ổn định cho khoảng 120 lao động của xã Lương Sơn và giúp địa phương nâng diện tích cây ăn quả có múi lên hơn 40 hectare. Trước khi nhận cây giống, các hộ đã được tập huấn về kỹ thuật trồng, chăm sóc và chủ động làm hố, bón lót phân chuồng để xuống giống. Làm đất và đã đào hố xong, với lại đang ủ phân. Chương trình chuyển cây về là sẽ trộn phân và làm đất xong là hạ cây giống để khắc phục, để bộ rễ nó phát triển. Sang ra riêng tháng 2 là bắt đầu nó phát triển về cây, đưa về cho bà con tất cả những người cây giống và kể cả phân bón về cho bà giống. Thì chúng tôi chỉ đạo cán bộ khuyến nông và cán bộ nông lâm thì sát sao thực tế, cầm tay chỉ việc cho bà con từng cái công việc để thực hiện đào hố, để thực hiện trồng cây, để thực hiện chăm sóc từ những cây con đến cây lớn. Thực tế cho thấy, việc trồng cây ăn quả có múi của người dân xã Lương Sơn đã đem lại hiệu quả rõ rệt trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng. Điều đáng mừng là hiện nay sản phẩm cây ăn quả của xã Lương Sơn đang có thị trường tiêu thụ tốt. Điều này không chỉ giúp người nông dân từng bước làm giàu chính đáng ngay trên mảnh đất quê hương, mà còn góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Thực hiện đề án sắp xếp quy hoạch mạng lưới trường lớp giai đoạn 2015-2020, đến nay sau 3 năm triển khai, tỉnh Lào Cai đã xóa bỏ được 392 lớp học ở điểm trường lẻ, đưa gần 5.500 học sinh tiểu học từ các phân hiệu ra điểm trường trung tâm để học theo mô hình bán trú. Như vậy, so với mục tiêu của đề án, đến nay ngành giáo dục đào tạo Lào Cai đã đạt được 52% tiến độ. Trong quá trình thực hiện, chủ trương này được các địa phương tích cực triển khai với sự đồng thuận cao của người dân. Đề án này sẽ giúp học sinh tiểu học nâng cao chất lượng, đồng thời góp phần tinh gọn bộ máy biên chế giáo viên. Mặc dù đạt được nhiều kết quả tích cực, tuy nhiên theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai, thì Lào Cai vẫn còn không ít khó khăn khi thực hiện đề án do cơ sở vật chất ở điểm trường chưa đảm bảo để tổ chức mô hình bán trú. Bên cạnh đó, nhiều điểm trường xa trung tâm khiến phụ huynh lo lắng trong việc đi lại của con em mình, cũng là những rào cản trong việc xóa bỏ phân hiệu. Đoàn Thanh niên Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Lào Cai vừa tổ chức chương trình tình nguyện khám sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho trên 100 lượt người dân xã Bản Mế, huyện Simacai. Trong đợt tình nguyện này, hơn 100 lượt người dân trong xã đã được đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Lào Cai khám sơ bộ tổng thể tại chỗ, cấp phát thuốc miễn phí, đồng thời tư vấn cho người bệnh về cách phòng và điều trị các loại bệnh như huyết áp cao, bệnh tim mạch, hô hấp, tai mũi họng, da liễu và một số bệnh lý khác thường gặp. Đối với những trường hợp bệnh nhân cần phải chẩn đoán thêm, các bác sĩ cũng tư vấn giới thiệu cho người dân nên đến bệnh viện để được chăm sóc sức khỏe một cách tốt nhất. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, giúp người dân vùng cao được khám bệnh ngay tại cơ sở, phát hiện bệnh sớm, từ đó có hướng điều trị kịp thời và hiệu quả. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.